Trời ơi con ơi, nín đi, nín đi, nín đi, nín đi con. Thôi mà nín đi con. Ai, ai cho con tôi ít sữa rồi. Nín, nín, nín đi con. Ai giúp tôi với. Ai xiên đi, xiên đi. Em gái xiên đi. Mẹ xin lỗi con. Nhưng mà mẹ phải quyết định rồi. Cháu xiên lại. Xiên đi, xiên đi. Rồi em ơi, ra đây xiết xiết đi. Xiên đi. Chị ơi, cho em mua xiên thôi ạ. Ôi em ăn xiên gì? Phở đi, chị sẽ ăn cho. Vâng vâng. Ôi, nhà chị nhiều xiên ngon quá. Này chị ơi, nhà chị có nhà vệ sinh không? Em đang muốn đi vệ sinh quá chị ạ. Ừ, em đi hết cái ngõ này. Rẽ vào, là thấy nhà vệ sinh công cộng đấy. À thế à chị. Chị ơi, chị bế giúp em con em một tí. Em đi vệ sinh sẽ em quay lại ngay. Ừ, nó này chị bế cho. Em cảm ơn chị nhé. Ừ, em đẹp quá. Ừ, chị thế nhỉ? Ngoan nào. Ok, em chưa chọn xiên nè. Ôi, hay không biết cô này bị bệnh đường ruột hay sao. Trời gần tối rồi mà vẫn chưa đi ra. Ơ, cái tờ giấy gì này? Hả? Em khó khăn quá, không đủ điều kiện nuôi đứa bé này. Em có theo dõi chị, thấy chị là người rất tốt và yêu trẻ em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Kiếp này em nợ chị. À, thế tức là cô ấy bỏ đứa con lại hả trời? Thôi được rồi, con về ở với mẹ nhá. Ôi em bé ngoan ngoan. Hừ rồi, mẹ cũng không giàu có đâu, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng lo cho con. Nhiều năm sau. Bố mắt ơi, mẹ ra cơm xong rồi. Con ra ăn sáng, nghỉ ngơi, con đi học nhá. Bây giờ mẹ phải đi ra chăm vườn rau đây. Vâng, à hay mẹ đợi con cũng ra phụ mẹ chăm vườn rau. Bây giờ còn sớm lắm, còn lâu con mới phải đi học cơ. Ồ, muốn ra vườn rau phụ mẹ à? Thế thôi, đưa đây mẹ cất nốt cho. Ra ăn sáng đi, không muộn. Dạ vâng ạ. Thằng bé này, đã bảo là không cần ra giúp mẹ đâu. Ở nhà con đi học, cứ ra thôi. Dạ con ra giúp mẹ cũng vui mà mẹ. Trồng rau, con rất là thích thu hoạch rau với cả trồng rau luôn. Đợt rau này tươi tốt thật đấy. Hết đợt rau này mẹ sẽ hái, bán lấy tiền trong Tết. Lúc đấy có quần áo gì, mua cho. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Ủa với con sâu này, sẽ bắn hết rau của bà. Mẹ ơi nhiều sâu thế. Hả? Mẹ bắn hết, không bán hết rau của mẹ. Ôi, mặt mẹ có cái gì. Thằng bé này dám trêu mẹ, đứng lại. Xiên đi, xiên đi. Đưa tiền đi. Cho con em là mẹ. Ủa, có bắt học ngoan. Con vừa mới đi học về mẹ. Thế hôm nay học hành có tốt không? Được mấy điểm? Con được 10 điểm mẹ nhá. Ui giỏi thế, để mình thưởng con nào. Hôm nay mẹ có cái gì ngon không mẹ? Con đói quá. Đây, mẹ làm cho con những cái xiên đặc biệt siêu ngon nhá. Ui, con xin mẹ, xiên ngon quá. Xiên mẹ làm là ngon số 1. Tất nhiên rồi. Ngon quá, ngon quá mẹ ơi. Mẹ ăn cùng coi đi. Được. Ngon rồi mẹ nghe không? Xin mẹ làm xong được ăn cùng mẹ. Vui cơ. Cứ được 10 điểm đi. Mai mẹ làm xin đặc biệt cho bác. Oh my god. Thôi chứ mẹ, mẹ hứa nhá. Đây. Đây. Ôi hôm nay hết hàng rồi. Về thôi con. Dạ vâng ạ. Mình dọn hàng đi mẹ ơi. Ôi, hôm nay nhà cháu hết xiên rồi cô ạ. Cô. Em chào chị. Chị vẫn nhớ em ạ? Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy. Tôi không thể nào quên được.
lại một đứa bé mười mấy năm không một lời hỏi thăm. Em xin lỗi và biết ơn chị nhiều lắm. Em biết bản thân em có lỗi khi đã để lại bé cho chị. Nhưng nhà em quá khó khăn, thế nên em phải đi nước ngoài làm để còn trả nợ cho gia đình. Bây giờ em đã có điều kiện kinh tế nên mới có thể về đây. Em mong là chị có thể cho em nhận lại cháu. Là sao hả mẹ? Thế là sao? Có một bí mật bao nhiêu lâu nay mẹ luôn giấu con, đó chính là mẹ không phải mẹ ruột của con. Đây mới là mẹ ruột của con. Thật là mẹ. Chị đã nói thế thì thôi bốn mắt, con về mẹ ruột đi. Mẹ ơi, mẹ ruột con bây giờ có kinh tế rồi, về đấy con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Không, con không quen. Đúng rồi, bây giờ mẹ có tiền rồi nên là con về ở với mẹ, con sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải khổ sở nữa. Thôi con về mẹ ruột đi, thi thoảng sang thăm mẹ nhá. Chị yên tâm, em sẽ chăm con thật tốt, thỉnh thoảng em sẽ cho con sang đây thăm chị nhá. Đi về thôi con, về nào, về nhà thôi. Có cả máy tính nữa này. Wow. Phòng đẹp quá. Con thích là được. Đây, thay cái áo đi. Ôi, áo gì xịn quá. Mẹ đã chuẩn bị căn phòng này từ rất lâu rồi, chỉ đợi ngày nắng con về. Vâng, con cảm ơn mẹ. Con thay đồ xong rồi nghỉ ngơi đi nhá. Cần gì thì cứ gọi mẹ, mẹ ở dưới nhà. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Ừ. Ui, chú chó đáng yêu quá. Mẹ đẹp thật đấy. Mẹ ơi, con đói quá, mẹ làm gì cho con ăn đi ạ? Con đói rồi à? Nhưng bây giờ chưa đến giờ cơm, con tạm ra ăn vặt đi nhá. Ở đây mẹ chỉ cho. Đây, quầy đồ ăn vặt này con thích ăn gì thì ăn, cứ chọn đi. Wow. Còn bên này nhá, có rất nhiều đồ chơi này, tha hồ mà cho con chơi nhá. Thôi, con lơ cứ ăn đi xong chơi thì mẹ làm việc đi nhá. Dạ vâng ạ. Wow. Đồ ăn ngon quá. Nhiều hơn đấy, trước giờ mình nhìn thấy nhiều đồ ăn như thế. Lại còn đồ chơi nữa. Bình thường mẹ sẽ làm cá viên chiên cho mình ăn, rồi hai mẹ con ăn rõ là vui. Giờ ngồi ăn một mình rõ là buồn. Mấy đồ chơi này á nhiều thật, nhưng mà chơi một mình đâu có vui. Mình sẽ rủ mẹ chơi cùng. Trò chơi này xịn quá. Mẹ ơi. Con chơi một mình chán quá, ngồi ăn một mình cũng chán. Con mới thấy bộ đồ chơi này xịn lắm này. Hay là mẹ chơi cùng con đi mẹ. Chơi gì mà chơi, mẹ đang bận bay việc này, lo kiếm tiền nuôi con ấy. Thôi con mang cái bộ này ra cái chơi một mình đi. Cái bộ này vui mà, con tự chơi một mình được. Bộ này phải chơi hai người chứ, chơi một mình làm sao mà con chơi được. Nhưng mà mẹ đang bận làm mà, con không thấy mẹ đang bận làm mà. Ở đây chán quá à. Ở trong phòng cũng một mình, ăn một mình, bây giờ chơi cũng không có ai chơi cùng nữa. Mẹ cho con về với mẹ nuôi đi, con không ở đây nữa đâu. Vừa với mẹ đây mà con mắt dở thói hư đốn à. Nhưng mà con không quen chơi một mình mẹ à. Mẹ cho con về đi mà, con xin mẹ đấy. Không có về đâu cả. Mẹ không cho thì con tự đi về vậy. Không đâu đấy, đi đây này anh lên. Con hư quá, đi vào phòng đi. Hả? Đi vào trong đi. Ở với mẹ không được hư thế đâu. Mẹ sẽ nhốt sẽ nhốt con trong này, không muốn đi đâu hết. Mẹ, mẹ nhốt con nè. Trời ơi. Chán quá. Làm thế nào, mình muốn về với mẹ, mình muốn về với mẹ cơ. Không muốn ở đây đâu. Cửa mở được này, thế này ra ngoài về với mẹ thôi. Con mùi ngon đây rồi à. Chú nói thế là sao ạ? Đi đây. Chúc mừng cháu bé. Chúc mừng gì ạ?
cháu cho trúng thưởng đi à chú? Chúc mừng cháu đã quay vào ô bắt cóc. Bị bắt cóc rồi á. Nhìn mày thế này có vẻ là con nhà giàu rồi. Tao sẽ tao hù mà kiếm tiền. Sao cửa phòng mở toang thế mày? Bốn mắt, bốn mắt, con đi đâu rồi? Tiền đi. Chị có thấy bốn mắt về đây không? À, tôi không. Chết rồi, em nhốt bốn mắt trong phòng. Bây giờ nó đi đâu mất rồi anh chị ạ? Trời ơi, nó đi đâu được? Đáng lẽ ra nó phải về đây với tôi chứ. Em cũng không biết nữa. À đúng rồi, em có khoan định vị trên áo thằng bé. Đây rồi chị ơi, định vị nó ở đây này. Mình đi theo định vị đi. Đúng đi. Đây, tao ơi, định vị thằng bốn mắt đúng ở đây rồi này. Sao lại đi ra tận đây? Không biết là có chuyện gì không? Đi, mình cứ đi theo định vị đi mà. Ôi, hình như bốn mắt con tôi kìa. Nó bị trói, nó bị bắt cóc. Ui, ui bà, đứng ra đấy. Bà phải bình tĩnh thôi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Con tôi nhìn thấy kia làm sao mà chịu được? Bây giờ bà ra đấy là nó bắt được cả bà ấy. Bây giờ bà cứ nghe theo tôi. Mày cứ ngồi thôi, tao sẽ đi kiếm thông tin về bố mẹ mày. Chúng ta cho cháu đi ạ. Có ai ở đây không? Con mụ của nó phiền phức thuật đấy. Mày ngồi yên đây. Bằng mà thấy rằng là tao giết. Thế tao có việc gì ở đây này? Ở đây bán đồng hồ chú. Đồng nát nào? Ở đây làm gì có đồng nát nào bán? Cứ bà biến đi. Bốn mắt. Ôi mẹ ơi cứu con. Con bị bắt cóc. Đi. Okay, nhanh lên con ta. Chú cứ đùa. Ở ngoài kia người ta bảo là trong này bán đồng nát nhiều lắm mà. Thôi bán cho chị đi. Chị vào tận đây rồi. Thôi bắt người. Kia đi. Thôi bé đi đâu rồi. Cho trừ cái tội dám bắt cóc trẻ con. Con đi về nhà với mẹ nhá. Không mẹ ơi, mẹ cho con về nhà. Mẹ đi con không ở bên này nữa đâu. Sao thế hả con? Ở bên kia con ở nhà một mình. Con phải ở nhà một mình thôi. Chẳng ai chơi cùng cả. Xong rồi mẹ còn nhốt con ở trong phòng nữa. Mẹ không phải nhốt con mà mẹ muốn đóng cửa cho con quen dần thôi. Tại là mẹ không muốn mất con một lần nữa. Tôi nghĩ là chị không có thời gian chăm cháu, chơi với cháu thì thôi, để thằng bé ở với tôi đi. Tôi thấy thằng bé như thế này, tôi cũng xót lắm. Đúng rồi đấy mẹ ơi, ở bên đấy con chán lắm, không có ai chơi cùng, suốt ngày chỉ ở một mình thôi. Chắc là do mẹ chưa quen với việc làm mẹ. Mẹ xin lỗi. Thôi được rồi, mẹ sẽ để cho con tự quyết định. Ừ, thế con lại về với mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Thế chị cho phép tôi là thỉnh thoảng sang thăm cháu để cho cháu đi chơi. Tôi hứa là tôi sẽ để ý cháu nhiều hơn. Ừ, được rồi, vậy chúng ta cùng chăm sóc bố mắt nhá.